nhà giả kim và những trích dẫn hay nhất sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Các bạn hãy cùng mình xem nhé. Bí mật của cuộc sống chính là ngã 7 lần và đứng dậy 8 lần. Khi chúng ta nỗ lực để trở nên tốt đẹp hơn, mọi thứ xung quanh chúng ta cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Những thứ xảy ra một lần sẽ không lặp lại lần nữa, nhưng những thứ xảy ra lần thứ hai chắc chắn sẽ có lần thứ ba. Chỉ có một lý do khiến giấc mơ không thể trở thành sự thật, đó là nỗi sợ thất bại. Khi bạn khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó. Nếu bạn chinh phục được chính mình, bạn có thể chinh phục được cả thế giới. Hãy tự nhủ với trái tim mình rằng nỗi sợ đau khổ còn tồi tệ hơn cả đau khổ, nhưng không có trái tim nào lại đau khổ khi lên đường tìm kiếm ước mơ của nó. Những thứ vào miệng con người không độc hại xấu xa, độc hại là những thứ từ miệng họ tuôn ra. Đừng quên rằng trái tim cậu ở đâu thì kho báu cũng ở đó. Hãy tha thứ, nhưng đừng cố quên, nếu không bạn sẽ bị tổn thương một lần nữa. Tha thứ sẽ thay đổi thế giới quan, lãng quên sẽ mất đi bài học. Sẽ có một ngày bạn thức dậy và thấy chẳng còn chút thời gian nào để làm những gì mình muốn. Vậy nên, hãy làm nó ngay bây giờ. Không ai trong chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra, ngay cả trong giây phút tiếp theo, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục tiến lên, bởi vì chúng ta tin tưởng, bởi vì chúng ta có đức tin. Có những khoảnh khắc khi rắc rối bước vào cuộc sống và chúng ta không thể tránh né, nhưng chúng đến là có một lý do. Chỉ khi vượt qua được chúng, ta mới hiểu tại sao mình lại có mặt ở đó. Đóng vài cánh cửa ngày hôm nay không phải vì niềm tự hào, vì không có khả năng hay kiêu ngạo, mà đơn giản chỉ vì chúng không dẫn bạn đến nơi nào cả. Mỗi người dường như đều biết rất rõ ràng về cách người khác nên sống ra sao, nhưng lại không biết gì về chính con đường của mình. Bạn có hai sự lựa chọn, hoặc kiểm soát tâm trí của bản thân, hoặc để tâm trí kiểm soát chính mình.